Rồi, hello, xin chào mọi người đã đến với cái video bán chim vào cuối tuần trên kênh của mình. Thì như ngày hôm qua thứ sáu thì mình cũng đã có đăng bán bớt những cái loại như là sạc pháo hay là tiêu rồi, để cho cái video nó ngắn bớt đi. Chứ nếu mà dồn hết lại vào một cái video thì cái video nó quá dài. Cho nên là mình sẽ chia nhỏ nhỏ ra, chẳng hạn trong tuần có những cái loại như 5 màu, 7 màu các thứ thì mình sẽ chia bớt ra để cho mọi người theo dõi lần lần ít một đó, dễ coi hơn. Đấy, còn nói chung về cái video ngày hôm nay ấy, thì ở đầu video mình xin dặn mọi người một cái là bây giờ đã vào cái mùa lặn rồi, cho nên là chim cò ấy, nếu như mà cho những ai mà ít có thời gian ấy thì mọi người cũng cố gắng một tuần gì đó thì mình cũng nên mang chim ra ngoài tắm rửa phơi nắng như thế này một lần ít ấy. Còn nếu như mà ai mà có nhiều thời gian hơn thì có thể phơi nắng cho nó một tuần 2-3 hôm cũng được. Tại vì con chim này nó là loại chim nhỏ cho nên nó cần nắng lắm. Mọi người chịu khó phơi nắng cho nó để vừa có bộ lông bóng mượt mà con chim nó vừa khỏe hơn. Đấy là cái dặn dò của mình khi mà mọi người nuôi chim vào mùa lặn. Thứ hai nữa là ở trong video ngày hôm nay sẽ có những cái loại nó chỉ có mấy con nè mọi người. Nó không có nhiều đâu. Tại vì bây giờ cũng vào mùa lặn cho nên là chim nó sẽ không có đa dạng. Nó sẽ dần dần nó bớt đa dạng hơn vào cái đợt lặn này, chẳng hạn như những cái loại như là bụng cam hay là Nepal hay là Đà Lạt gì hầu như nó có ít á, có con hay ba con gì à, lai rai à mọi người. Cho nên là ai mà có ý định mua thì mua mấy cái con đấy thì mua luôn, không có là nó chỉ còn có vài con thôi. Và một cái điểm nữa là bữa nay mình có con hút mặt xì tin nữa, tuy nhiên giá nó cao mọi người, 5 triệu một con, nó cắm hạt. Cái này thì dành cho ai mua nuôi sưu tầm thôi. Với lại số lượng nó thì rất là ít, có đúng con. Rồi, tổng quan video ngày hôm nay là vậy. Ngay sau đây thì mình sẽ vào chi tiết những cái loại chim mà có trong clip bán chim cuối tuần ngày hôm nay nha. Rồi, ok, đầu tiên là chim hút mặt xì tin, có đúng con thôi nha mọi người. Giá của nó là 5 triệu một con cắm hạt. Không có hót, không có bao hót, bao dạn, bao gì hết. Chỉ là bao ăn cám hạt với lại khỏe mạnh thôi. Đó. Thì để giới thiệu mọi người thì chim này nó bên Indo nha mọi người. Đó. Bên Indo chứ không phải là bên Việt Nam. Rồi, có đúng con thôi nha mọi người. Hút mặt xì tin nha. Rồi, tiếp theo là chim hút mật Nepal nha mọi người, 1 triệu rưỡi một con nha, con Nepal số 1. Rồi, tiếp theo con Nepal số 2 nha. Trời, hôm nay cuối tuần hàng xóm hát karaoke ồn ào lắm mọi người ơi. Mọi người thông cảm nha. Chịu thôi. Rồi, con Nepal số 2. Rồi, tiếp theo là chim hút mật ngực lửa nha mọi người. 1 triệu 3 một con nha. Con ngực lửa số 1. Rồi, tiếp theo con ngực lửa số 2 nha.
Rồi, tiếp theo là chim hút mật Đà Lạt nha mọi người. Giá nó là 1 triệu một con nha. Rồi, con Đà Lạt số 1. Rồi, tiếp theo con Đà Lạt số 2. Mấy con này, mấy Đà Lạt này zin không mọi người. Con này dạn lắm này. Đó. Dạn nào. Con này giờ đút cho ăn liền cái gì. Đó, dạn khờ. Rồi, con Đà Lạt số 2 nha. Rồi, tiếp theo chim hút mật bụng cam 700 con nha mọi người. Con bụng cam số 1. Rồi, tiếp theo con bụng cam số 2. Rồi, tiếp theo con Đà Lạt bụng trắng nha mọi người, 500 con nha. Đà Lạt bụng trắng số 1. Rồi, tiếp theo con Đà Lạt bụng trắng số 2. Rồi, tiếp theo chim hút mật đuôi trẻ nha mọi người, 500 con nha, con đuôi trẻ số 1. Rồi, tiếp theo con đuôi trẻ số 2. Tiếp theo là loại 5 màu bụng trắng cám hạt 350 con nha. Rồi, con 5 màu số 1. Rồi, con 5 màu bụng trắng số 2.
Rồi con 5 màu bụng trắng số 3 nha. Rồi con 5 màu bụng trắng số 4. Rồi, tiếp theo con 5 màu bụng trắng số 5. Rồi ok, tiếp theo sẽ đến loại chim hút mật 7 màu nha mọi người. Giá là 500 ngàn một con chim zin nguyên vẹn luôn nha. Đó, rồi, con 7 màu số 1 nha. Rồi, tiếp theo con 7 màu số 2. Rồi, tiếp theo con 7 màu số 3. Rồi, tiếp theo con 7 màu số 4. Rồi, cuối cùng con 7 màu số 5. Rồi ok, thì về phần cám thì vẫn như cũ thôi, như ở trong những livestream hay là những phần bán cám trước thì mình chỉ cần nói sơ qua một chút xíu thôi nha. Cám Lê Thịnh có 4 loại, gồm có cám bổi 20.000 một lạng,
cám dưỡng 25.000 một lạng, cám sắc tố 30.000 một lạng và cám VIP 35.000 một lạng. Đó, có giá mình để giá trên màn hình á, mọi người có thể coi nha. Cứ mua ký là mình bao ship, còn mua dưới 1 ký thì mình tính tiền ship 20.000 nha. Còn như phần bên cám dàn thì cũng thế thôi. Cám dàn bổi 20.000 một lạng, dàn dưỡng 25.000 một lạng và dàn hot là 35.000 một lạng. Để ngoài ra thì còn có cám hạt nhỏ để tập cho ăn nữa. Còn có mấy bịch à? Đâu rồi? Đây. Cám hạt nhỏ để tập cho ăn nè. Đấy, giá nó là 20.000 một lạng nha. Đó. Ngoài ra thì còn có cả thuốc nữa. Đây, thuốc đây thì 30.000 một lọ nha mọi người. Thuốc đi phân nước á.